với hơn 100 video bài học, video thực hành. Khóa học chia thành 6 module bao gồm tất cả các giai đoạn của bán hàng online. Đó là nghiên cứu thị trường, xây dựng định hướng kinh doanh chủ đạo, business concept, thử nghiệm định hướng kinh doanh, xây dựng website và quy trình thu hút khách hàng, sales funnel, xây dựng tập hợp khách hàng tiềm năng, phương pháp thu hút khách hàng và bán hàng. Đặc biệt tại module 6, ta học chuyên sâu về quảng cáo AdWords, quảng cáo Facebook và SEO. Hơn nữa là cách kết hợp chúng sao cho thực hiệu quả để đem đến sức mạnh tổng hợp